Quý khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC được phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, 27.7 tại Houston, Texas trên hệ thống Galaxy 19 và trên mạng điện toán toàn cầu IBCTV.us. Phụ trách phần tin tức tổng hợp hôm nay, Sư Ngôn Viên Vũ Quang Vinh và Tuyết Nha xin trân trọng kính chào. Và sau đây như thường lệ, chúng tôi xin mời quý vị cùng điểm qua một số điểm trên chính như sau. Đài truyền hình Iran đã phát sóng cảnh quay về tư lệnh lực lượng Quds ở lễ tưởng niệm vì chỉ huy lực lượng vệ binh bị giết ở Lebanon. Nga và Trung Quốc tăng cường quan hệ quốc phòng tại các cuộc đàm phán thực chất. Người dân Beirut không biết điều gì sẽ xảy ra khi ông Netanyahu đe dọa sẽ tiếp tục tấn công. Quốc vương Qatar cho biết Israel đã chọn mở rộng hành động xâm lược sang bờ Tây Lebanon. Tổ chức ân xá quốc tế lo ngại về việc bảo vệ nhân quyền của những người di cư được chuyển tới Albania. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần tường trình của sứ ngôn viên Tuyết Nha. Đài truyền hình Iran đã phát hình cảnh quay về tư lệnh lực lượng Quds lễ tưởng niệm vì chỉ huy lực lượng vệ binh bị giết ở Lebanon. Thưa quý vị, đài truyền hình Iran đã phát hình ngày thứ ba một người dường như là chỉ huy cấp cao của lực lượng Quds của Iran, ông Ismail Khani, tại buổi lễ tưởng niệm một chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng đã thiệt mạng ở Lebanon. Đám tang được tổ chức tại thành phố Karbala ở Iraq, nơi được coi là khu vực của người Hồi giáo Shiite. Đây cũng là lần đầu tiên tướng Khani xuất hiện từ khi có thông tin ông mất liên lạc với Tehran sau một loạt tập kích của quân đội Israel nhắm vào thủ đô Beirut của Lebanon vào hồi đầu tháng. Phó chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Iran chuẩn tướng Abbas Nilforosran đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào Beirut cùng với thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah vào ngày 27 tháng 9. Nga và Trung Quốc tăng cường quan hệ quốc phòng tại các cuộc đàm phán thực chất. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết vào hôm thứ Ba, Nga và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán quân sự và quốc phòng thực chất để tăng cường quan hệ trong bối cảnh Moscow và Bắc Kinh củng cố quan hệ đối tác không giới hạn và tăng cường chỉ trích những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm mở rộng ảnh hưởng tại châu Á. Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov cho biết ông đã gặp Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc Trương Hữu Hiệp để có các cuộc đàm phán rất thực chất. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết sau cuộc họp rằng cả hai bên đều hy vọng sẽ làm sâu hơn và mở rộng quan hệ quân sự và duy trì các cuộc trao đổi cấp cao. Chuyến thăm Bắc Kinh của ông Belousov diễn ra khi quân đội Trung Quốc tuyên bố sẽ có hành động tiếp theo chống lại Đài Loan nếu cần. Sau khi tổ chức một ngày tập trận chiến tranh mà họ cho là lời cảnh báo đối với các hành động ly khai và đã bị chính phủ Đài Loan và Hoa Kỳ lên án. Trung Quốc và Nga tuyên bố quan hệ đối tác không giới hạn vào tháng 2 năm 2022 khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm Bắc Kinh chưa đầy 3 tuần trước khi lực lượng của ông tiến hành các cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, gây ra cuộc chiến tranh trên bộ đẫm máu nhất ở Âu Châu kể từ đệ nhị thế chiến. Người dân Beirut không biết điều gì sẽ xảy ra khi ông Netanyahu đe dọa tiếp tục tấn công. Người dân thủ đô Beirut của Lebanon đã thận trọng ngay sau khi Thủ tướng Israel Netanyahu đe dọa tiếp tục tấn công Hezbollah trên khắp Lebanon, cũng như ở thủ đô. Ông Netanyahu khi đến thăm một căn cứ quân sự tại miền trung Israel, nơi có 4 binh sĩ thiệt mạng vào Chủ nhật do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah, tuyên bố vào thứ Hai, Israel tiếp tục tấn công và phong trào được Iran hậu thuẫn mà không thương tiếc ở khắp mọi nơi ở Lebanon, bao gồm Beirut. Vào ngày thứ Ba, người dân Beirut có thể được nhìn thấy đang thực hiện những hoạt động buổi sáng thường ngày của họ như uống cà phê, ăn nhẹ bánh mì, hút shisha. Samir Sharaf, tài xế 81 tuổi cho biết ngay cả đối với ông, một người đã chứng kiến rất nhiều cuộc xung đột trong suốt lịch sử Lebanon, thì những gì đang xảy ra hiện nay là không bình thường. Quốc vương Qatar cho biết Israel đã chọn mở rộng hành động xâm lược sang bờ Tây của Lebanon. Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani cho biết vào hôm ngày thứ Ba, Israel cố tình chọn mở rộng cái mà ông gọi là sự xâm lược của mình để thực hiện các kế hoạch được lên kế hoạch trước ở bờ Tây và Lebanon. Ông nói trong bài phát biểu thường niên của mình để khai mạc Hội đồng Shura Israel đã làm như vậy vì họ thấy rằng phạm vi cho điều đó là có sẵn.
Hội đồng có thẩm quyền lập pháp và phê duyệt các chính sách chung của nhà nước và ngân sách, nhưng không có tiếng nói trong việc thiết lập chính sách quốc phòng, an ninh, kinh tế và đầu tư cho nhà sản xuất khí đốt nhỏ, nhưng giàu có này, nơi cấm các đảng phái chính trị. Quốc vương Qatar cho biết thêm các sửa đổi đối với hiến pháp của Qatar sẽ được hội đồng Shura đề nghị và đưa ra bỏ phiếu trưng cầu dân ý. Tổ chức ân xá quốc tế lo lắng về việc bảo vệ nhân quyền của những người di cư được chuyển đến Albania. Theo Tổ chức ân xá quốc tế của Italy cho biết, vào thứ Ba, họ lo lắng về việc chuyển người di cư từ Italy sang Albania. Một nguồn tin thân cận vấn đề này cho biết Italy vận chuyển nhóm người di cư đầu tiên tới Albania trên tàu hải quân, gây ra kế hoạch tranh cãi để giải quyết hàng ngàn người xin tị nạn. Bà Elenia Bello, Tổng giám đốc Tổ chức ân xá quốc tế tại Italy phát biểu, không có gì chắc chắn về việc điều gì sẽ xảy ra khi những người di cư được chuyển tới đó. Nhóm đầu tiên với 16 người di cư trên đường tới Albania trên chiếc tàu Libra, khi kế hoạch gây tranh cãi của Thủ tướng Italy là Giorgia Meloni về việc sử dụng một trung tâm bên ngoài biên giới Liên Âu có hiệu lực sau nhiều tháng trì hoãn. Kế hoạch này nhằm xem xét tư cách nhập cảnh vào Italy của họ. Nhóm người di cư đầu tiên 10 người Bangladesh và 6 người Ai Cập được cứu ngay trên biển vào ngày Chủ nhật trên những chiếc thuyền khởi hành ở Libya và dự trù tới Albania vào thứ Tư. Đến đây chương trình tin tức sẽ được phép tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Sướng ngôn viên Tuyết Nha và Vũ Quang Minh sẽ quay trở lại phần 2 với những bản tin về việc người đàn ông Nga được cứu trên biển và đưa vào bờ sau 67 ngày trôi dạt trên Thái Bình Dương. Bản tin về việc Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Nga hội đàm tại Bắc Kinh. Bản tin về việc Việt Nam chi 7,4 tỷ Mỹ Kim mua vải từ Trung Quốc trong 9 tháng vừa qua và những bản tin mới được cập nhật. Xin quý vị tiếp tục đón xem.